Xin chào tất cả anh chị đang có mặt trong video ngày hôm nay của bên em. Hôm nay em xin vui sức hân hạnh được lên sóng và mang đến cho anh chị nhà mình một tác phẩm tượng ngài Phật Thích Ca Mâu Ni được chế tác trên chất liệu là gỗ cẩm vàng, rất là đẹp luôn anh chị nhà mình ạ. Đây là một tác phẩm hàng nghìn nguyên khối 100%, không thể chắc hết một chút xíu nào luôn anh chị nhé. Với tổng chiều cao là 1m04, chiều ngang là 35 và chiều sâu là 14, và với mức giá là 8 triệu đồng, anh chị nhà mình đã được sở hữu một tác phẩm rất là tuyệt vời và chất gỗ thì cũng vô cùng là giá trị anh chị nhà mình ạ. Và ngay bây giờ thì camera xin đứng sát lại gần để anh chị cùng ngắm nhìn sức mạnh như là thần thái của vị Phật Thích Ca ngày hôm nay được không ạ? Vâng, và vị Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta với khuôn mặt rất là hiền từ và nhân hậu, ngài thì luôn phổ độ cho chúng sinh này, mong cho dân chúng có một cuộc sống được an cư lạc nghiệp, bình an ấm no hạnh phúc, bớt đi dịch bệnh lầm than cơ cực phải không ạ? Hình ảnh của ngài được nghệ nhân của bên em Châu chút rất là tỉ mỉ sắc nét, từ những cái phần tà áo này đến đôi bàn tay bàn chân của ngài cũng được điêu khắc rất là tỉ mỉ và sạch sẽ chị nhé. Vâng, từ cái bút lông quay giấy giáp đến trà nô quay quật cũng được làm rất là sạch luôn, không có một chút gọn và chút góc cạnh nào chảy xước ra luôn anh chị ạ, làm rất là kỹ. Và bên cạnh đó thì anh chị có thể nhìn ngắm này, ngài thì đang đứng ngồi dưới một cái gốc cây bồ đề rất là đẹp, một gốc cây bồ đề đang trong cái quá trình là đâm chồi nảy mộc, báo hiệu một cái mùa xuân đến phải không ạ? Vâng, phần gốc cây, thân cây anh chị để nhìn ngắm này như là thật luôn phải không ạ? Và chân gỗ phô ra anh chị nhắc rất là đẹp luôn. Tác phẩm này thì bên em chỉ là bê ung qua một lớp để bảo vệ gỗ thôi, cho nên là còn giữ nguyên được cái chất vân của vân gỗ này. Đấy, anh chị để nhìn ngắm cho em, ngài đang đứng trên một cái lá cây bồ đề rất là to luôn. Xung quanh đó đó chính là những cái phiến núi đá này cùng với những cái áng cây ngọn cỏ, làm cho tác phẩm thêm hài hòa sinh động hơn rất là nhiều, mà đồng thời vẫn giữ nguyên được cái giá trị của tác phẩm phải không ạ? Cao là 1m04, ngang là 35 và chiều sâu là 14. Anh chị nhà mình theo đạo Phật pháp thì cũng có thể là hữu duyên với tác phẩm trong video ngày hôm nay bằng cách là liên hệ cho bên em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0789336318 hoặc là 0966336318 chị nhé. Bình thường thì trong những video thì em báo giá là 8 triệu đồng, nhưng mà xin nhắc cho quý anh chị nào thật sự là mong muốn sở hữu tác phẩm trong buổi live stream ngày hôm nay thì em gái sẽ xác lập cho anh chị giảm giá nóng chỉ còn là 7 triệu đồng thôi, và đồng thời là vẫn bao gồm